Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024. Buổi tối ngày hôm nay 3 tháng 1, lộc miền Bắc trên kênh nó về được cái con bạch hổ 34, được 2 con. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai thứ năm 4 tháng 1, mời anh chị em cùng tham khảo. Đây con bạch hổ mình dự đoán đó là cái con kép 88. Con sông thủ mình dự đoán cái cặp 0330. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn trong ngày mai thứ năm 4 tháng 1.